nhớ rằng cái thần hữu nó mà cũng muốn tìm về tiệt cái khía cái cơ anh kia nó chỉ tiệt teach and learn cái khía cái cơ hữu nó cũng muốn hủ tiệt bao có cho chạy lu anh kia know your rights thì chỉ ổn định đại lu chân tông có tụ bao là chỉ có chỉ kê thế chỉ mong cũ thì chỉ có chỉ bao yo chủ lắm lòng nhớ tôi biết tới chơi mấy cái nó mà chua chả chua ya mua chạy lo tì thái thế lo chữ lờ to trong hậu bề xong đông đê nông dê chia tí nâng nâng phê nâng rộng lo yên mua chạy thân thọ thì xin nụ nó mà của lo thật cho có cho chạy nhớ đầu tế chờ America nó có với tu nâng sản sát America có yếu chủ bó căng dạ kể chạy ổ có mua Lesson 1 chung ý của lo muốn thật cho The US Constitution yo cú bé nó chỉ cú cho bé để trái chạy trước tế chờ lùm bò yo hát thật thà mà nôn có cho chạy là gì cho chạy ở mua trọc có nhỏ yếu lột ta cho hồ trái chạy trước tế chờ The US Constitution yo lì nó nếu ý khó chân chân ở của chủ bí bìa đỡ trái chạy trước tế chờ nó bé trái chạy trước tế chờ The US Constitution yo sau nhỏ trọc xong ít xe xa bùa gì cho xa mua nửa rử chia là sự bỏ rong sĩ nhớ đồ lưu trâu lì tì nâng gò y xong y xe xa bò y châu y nhớ đồ xong ọ pa nâng gò nó bê trá chạy trư tế chờ mua ọ bùa bê châu chi xong lòng nhớ đồ bê trá chạy trư tế chờ phong tờ rồi bê trá chạy nó bê mua nâng gò xa trá amendment cú yếu anh thi bài amendment trâu nê gò nê tò tò amendment chỉ yếu kê báo là sự cho kê chạy gì cho họ biết trái chạy chưa tới chợ. Cú yếu chỉ thả là gì? Khi chú chúa cho amendment đó bé, để sử dụng sai để cha ở môn nông gì, để cha ở trận chiến là thả. Nhớ cho họ biết trái chạy chưa tới chợ, mua nâng cổ xa cha là hành đó. Thật thơ cổ trái chạy, bây giờ trái thi y một số đồ trái thi cầu, lỡ mua luôn bề hù tiệ, The Bill of Rights. Nhớ cú bé thì cú cho bây giờ, cho chạy ở môn đồ có, là sự cho chạy của con mua đó nè The Bill of Rights mà muốn tàu giả trần chân vì mua căn giả mà những hải măng hải tiệt có giờ ít tu nâng nhớ tôi tới chơi mấy cả nọ có cho chạy giờ đi trả thế nọ chứ là thất bàn giờ chủ chỉ sau ô đi trả đâu có nhớ tôi trông o là giờ tiệt Lesson 2 của là một thả cho có cho chạy The Bill of Rights vì là trần chân đâu có ít tu nâng nhớ tôi tới chơi mấy cả nọ kể cho kể bao giờ lưu cho, giờ có chỉ tao subscribe của channel là chỉ cho cụ, và subscribe vì cụ yêu muốn thả tròn tao và trực giác muốn ông gì, thiết kế lo gì tao và xin chỉ đùa.